Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì trong thời gian vừa qua có khá là nhiều bác có gọi đến Tuyên Vũ Audio chúng em và có hỏi rằng là tại sao là khi mà lắp đặt bộ đầu màn như thế này, đó, lắp đặt thành công rồi, đó, cảm ứng được rồi, đó, cảm ứng được rồi mà TV không lên hình. Đó, thì một cái điều nó rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản. Thì khi mà chúng em gửi sản phẩm cho các bác, các bác không biết làm thì các bác hỏi, và cũng có thể là các bác chưa biết tới. Đó, thì khi mà chỗ các bác lắp đặt như xong như này thì các bác không thể nó lên hình, thì các bác lại cứ tưởng là nó bị hư hỏng, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay chúng em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác cách xử lý khi đầu và màn hình cảm ứng của Việt KTV nên mà TV không lên. Đó, thì hôm nay chúng em sẽ hướng dẫn các bác cách xử lý tình huống khi những cái lỗi này như thế này nó xảy ra. Đó, thì đầu tiên thì là bác sẽ lắp đặt như bình thường, đúng không ạ? Ví dụ như là em đây là đang sử dụng là một chiếc DAV. Đó, thì cái đầu HD và nút này nó có cả thêm lỗ HDMI cho chúng ta nhé. Đó, các bác lưu ý này, giữa AV và HDMI nhé. Đó, thì đây chính là cái đầu tiên. Đó, thì chúng ta sẽ kết nối, và em đang kết nối tới dây AV. Đó, thì là màn hình nó chưa lên, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào, em sẽ chuyển sang cái chế độ này. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào hệ thống. Đây, hệ thống này. Đó, đúng không ạ? Chúng ta vào hệ thống xong rồi thì chúng ta ở đây thì chúng ta có thể thấy là chữ dân đây, tắt cho anh cái bóng này đi được không? Nó lóe quá các bác khó nhìn. Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ chọn chữ hiển thị AV VGA. Đó, thì ở dưới đây thì các bác có thể thấy là ở đây có là 720 là đang chế độ HDMI, đúng không ạ? Ở bên này là AV, thì khi mà các bác nhập sang đây thì nó sẽ hiện là AV 480. Đó, thì nhập lại đây thì nó sẽ là 720 HP. Đó, 720 HP, thì đây chính là cái đơn giản. Đó, khi chúng ta ví dụ như các bác đang cắm HDMI thì các bác để cho em là HDMI. Còn khi mà các bác cắm AV, như hiện tại bộ đầu này em đang cắm AV, thì chúng ta chuyển sang AV này. Đó, chuyển sang AV xong rồi, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ ấn X này. Và các bác lưu ý nhá, cái bước cuối cùng là bước quan trọng nhất, là các bác ấn vào tắt máy cho em này. Mật khẩu là 6 số 9 này. Đó, các bác xác nhận cho em. Thì sau đó nó sẽ báo là vui lòng tắt máy trong 20 giây, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tắt máy. Tắt máy khoảng 3 giây, 3 đến 5 giây thì chúng ta sẽ bật lên, chứ các bác đừng bật luôn nhá. Đó, rồi em đã bật xong. Và TV nó sẽ hiển thị lên này các bác này. Nó khi mà cái đầu này nó khởi động mất khoảng độ tầm 3 phút, 3 đến 5 phút thì sau đó nó sẽ lên. Đó, các bác cùng chờ đợi. Làm chi tiết này thì các bác có thể là dễ dàng hơn, đúng không ạ? Bây giờ là đang khởi động này, đó. Rồi, đã hiển thị. Đó, vậy là chỉ mất 3 phút là máy đã được khởi động xong, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta khắc phục cái lỗi này rất là đơn giản thôi. Đó,
Thì là mọi chi tiết thì các bác có thể gọi tới số 0978503822 thì để biết thêm chi tiết. Và em cũng hy vọng rằng cái video này là góp giúp ích cho các bác là có thể là biết hơn về cái cách chuyển đổi chế độ AV và HDMI trên đầu Vietcar TV. Đó, thì em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Thì các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được xem những video tiếp theo. Em cảm ơn các bác, xin chào các bác.